Năm nào cũng được nghỉ lễ 1 tháng 5, nhưng có bao giờ bạn thắc mắc ngày quốc tế lao động bắt nguồn từ đâu? Theo dòng lịch sử, ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 bắt nguồn từ thành phố Chicago, Mỹ vào năm 1886. Vào ngày này năm xưa, công nhân thành phố này đã tổ chức meeting, biểu tình với biểu ngữ: từ hôm nay, không người thợ nào làm việc quá 8 giờ một ngày, phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ vui chơi. Cuộc đấu tranh lôi cuốn ngày càng đông người tham gia. Còn tại Việt Nam, ngày quốc tế lao động đầu tiên được tổ chức vào năm 1930 đến ngày 18 tháng 2 1946. Hồ Chủ tịch ký xác lệnh số 22C quy định ngày 1 tháng 5 là một trong những ngày lễ chính thức của nước ta. Ngày 29 tháng 4 1946, Hồ Chủ tịch ký xác lệnh số 56 quy định công nhân được hưởng lương ngày nghỉ lễ quốc tế lao động 1 tháng 5. Từ đó, ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 hàng năm là một trong những ngày lễ lớn của đất nước, ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Ngày này mà anh em nào còn đi làm thì xứng đáng có 10 điểm. 10 điểm! Anh nói một chiều nghe em hát dân ca, khúc nhạc ngân nga êm ru sao mượt mà. Anh mời em về quê anh một lần nhé, Ninh Bình đón mời. Nói một chiều nghe em hát dân ca, khúc nhạc ngân nga êm ru sao mượt mà. Anh mời em về quê anh một lần nhé. Công đoàn là gì? Theo điều 1 luật công đoàn năm 2012 thì công đoàn là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Công đoàn có những quyền hạn và trách nhiệm gì? Thứ nhất, quyền đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Thứ hai là quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội theo điều 11 của luật công đoàn 2012. Thứ ba, quyền trình dự án luật, pháp lệnh và kiến nghị xây dựng chính sách pháp luật. Thứ tư là quyền tham dự các phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị. Và cuối cùng là quyền tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo điều 14 luật công đoàn năm 2012. Công đoàn là gì? Theo điều 1 luật công đoàn năm 2012 thì công đoàn là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của